Chào mọi người, mình là Trung với kênh Cần Câu Nhật Bản. Hôm nay tiếp tục với Cần Câu nha mọi người. Đấy, và trước cho mọi người thấy. Đầu tiên là cái cần này. Bát vặn Fuji luôn này, xịn sò chưa. Queen Control dưới đây. Đây. Đây em chữ những cái chừng đấy thôi. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này 90% được lên nha mọi người. 90-95% được lên nha. Nó rất là ngon. Đấy. Vàng này. Đấy. Vàng rất là đẹp nha mọi người. Cái gì đây? Ui. Người ta câu cá mà kêu cái chuyện dính tùm lum rồi. Vóng cục rồi này. À. Chỗ này này, người ta cọc cước cho nó cứng này. Bình thường mấy cái phang này á, nó hay bị bung chỗ này nè, người ta cọc cước nó nhỏ keo nè, chỗ này nó hay bị bung ra ngoài nè mọi người, người ta cọc cước nhỏ keo chắc cú, mình cũng làm như thế là hợp lý đấy. À. Đọc này, 1, 2, 3, 4, 5, nằm lắm tất cả nha mọi người, nằm lắm. Cần này dài 2m4, thu vào 52cm, đường kính độc đỉnh là 1,8 ly, cân nặng là 160g, giá tiền là 220.000. Số 1 220.000. Tiếp theo, số 2 là một cái cần gì đây? Mờ chữ luôn rồi. Hiệu nó cũng mờ chữ rồi mọi người. Chỗ này thấy chữ GR. Này, cần này thì ngoại hình của nó khoảng 75-80% nha mọi người. Chất liệu là phíp. Đây, dạng phang của nó đây. Này, phang của nó có một phang này bị mắc đá nha mọi người. Một phang này bị mắc đá. Đấy. Dòng phang Fuji luôn mọi người, rất là ngon. Đây, dòng phang Fuji nhá. Có Fuji này. Chữ Fuji nè. Đây, đọt mảnh nè. 1, 2, 3, 4, 5. Năm đoạn bát Fuji FS6 này. Cái cần này dài 3m, thu vào là 70cm, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly, cần nặng 180g. Cái này cái số 2, giá 200.000. Số 2 giá 200.000. Tiếp theo số 3 là một cây cần Olympic. Olympic chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85% trở lên. Đấy, phang này. Phang này hình như cái phang chỗ này hư, người ta thay, người ta phay cái phang gì nữa rồi nha mọi người. Đấy, đọc này. 3 4 5. Năm lóng nha mọi người. Lóng này nhìn là lạ, lóng này nhìn giống như có vẻ khác màu.
5 lóng. Cần này dài 3m6, thu vào 83cm, đường kính đục đỉnh là 1,2 ly, cân nặng là 180g. Đây là cái số 3, 201. 210.000 nha mọi người. Số 4. Số 4 là một cây cần Ryobi. Cần Ryobi. Cái cần này khá là thon gọn nha mọi người, khá là thon gọn. Đấy. Bát Fuji FS6 này. Đấy. Cần này chất liệu là fit thôi. Hoạt hình của cây cần này thì 90-95% trở lên. Phan này. Phan này phan Fuji hết nha mọi người. Phan Fuji, chỉ có một cái phan này là bị mắc đá này. Phan này mắc đá. Đấy, phan cuối còn ok. Nó có tất cả, cần này có tất cả là 4 cái phan và một cái đầu bu nha mọi người, 4 cái phan một cái đầu bu. Đấy. Thì nó bị mắc đá một cái phan. Đồng thủy tinh này. Ok. Đồng thủy tinh nhau rồi. Ồ. Mọi người ơi, đây. Này. Cái hàng này lâu ngày quá nó nhả keo nó rời ra nha mọi người, nó rời ra. Nhả keo nó rời ra. Bây giờ mình sẽ cho nó vào. Rồi. Rồi. Lau gài quá nó nhả ra nha mọi người. Đấy. Keo nó nhả ra. Mình gắn vào đây. Đấy. Tí là mình sẽ nhỏ keo vào đây cho nó cứng nha mọi người nhé. Rồi, chứ mình nhỏ keo vào đây cho nó cứng. Đấy, tạm thời mình để như thế này đây. Đấy. Rồi, cái cần này dài 1m6. Thu vào là 97cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1,3 ly, cân nặng là 100g. Đây là cái số 4, giá 180.000. Số 4 rồi, 180.000. Tiếp theo số 5 là một cây cần Daiwa. Cần Daiwa. Đấy. Cần này chất liệu là fib nha mọi người. Đấy. Ngoại hình của cây cần này 85-90% ở đây nhé. Nó chỉ có bị một vết xước cái này thôi. Khoan Fuji mọi người. Dòng phan Fuji rất là giá trị này, đọc khá là mạnh nè. 1 2 3 4 5 lóng tất cả nha mọi người, 5 lóng. Cây này dài 3m9, thu vào 88cm, đường kính đục đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 210g. Cây này cây số 5, giá 300. Số 5, 300 nha mọi người. Tiếp theo, số 6 là tiếp tục một cây cần Daiwa. Đấy. Cần này cũng chất liệu là fib. Hoạt hình của cái cần này về rửa ra cũng 90-95% trở lên mọi người. Rất là đẹp. Này. Made in Korea này. Này.
Đấy, phang của nó nha mọi người. Đấy, đọc khá là to vững. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lóng nha mọi người. 7 lóng. Bát Fuji FX7. Cần này dài 5,5 m, thu vào là 93 cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 480 g. Cái này cây số 6. Số 6 400. Tiếp theo, cây cần số 7. Số 7 là cây cần Samoa này mọi người, nội địa Nhật này. Đấy. Cây cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó 90% trở lên này. Sơn nhìn còn bóng đẹp, chỉ có mấy vết xước này. Cần đã bị gãy một đoạn độc nha mọi người, gãy một đoạn độc. Đây, cái này chắc là cái phang thứ nhì đây. 1 2 3 4 5 6 7. Bảy đoạn. Phải đoạn nha mọi người. Này, bát FX6. Cái cần này dài 5,2 m, thu vào là 90 cm. Đường kính đọc đỉnh là 1,2 ly, cân nặng là 340 g. Cái này cây số 7. Số 7. Cái này giá 200 nha mọi người. Và 200. Tiếp theo, số 8 là một cây cần Daiwa dòng Sinh Crypto này. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này thì 95% trở lên. Đấy, khoan này, khoan kim loại rất là phê nhé. Đấy, nhìn ngon. Đào này, đầu hai hướng nhé, sỏ hướng nào cũng được. Đấy. Đọc. Ok. 1 lóng 2 lóng 3 lóng 4 lóng 5 lóng 6 lóng 7 lóng mọi người. 7 lóng tất cả. Cần 7 lóng. Bát FX7 này. Dài 5,5 m, thu vào 98 cm. Đường kính đọc đỉnh là 1,6 ly, cân nặng là 480 g. Giá 290 nghìn. Cây cần số 8. 290 nghìn. Tiếp theo, cần số 9, đây, dòng Eco Club này, cái này như là Trung Quốc xuất Nhật đây. Đây, Bát Fuji FX6. Không. Thường là Trung Quốc xuất Nhật là ghi Trung Quốc, mà Nhật luôn là nó không ghi nha mọi người. Cái này là cái dòng Eco này cũng có 2-3 nơi sản xuất là không ghi này, vậy là Nhật luôn đó. Đấy, cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó thì 95% trở lên. Cái này rất là đẹp. Này, phang bát đều là Fuji nha mọi người. Phang bát đều là Fuji. Dàn phang còn đẹp, ok luôn. Đấy.
Đọc nè. 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Bát Fuji FS6. Cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,02 m, đường kính đột đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 310 g. Cân nặng 310 g nha mọi người. Đây. Cái này cây số mấy rồi? Số 9. Giá 450.000. Số 9 450.000. Tiếp theo. Tiếp theo. Đây. Tiếp theo là một cây cần của thằng này đây. Đây, cái hiệu của cái mũ hoàn hảo gì đây. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó 85-90% trở lên. Để đó đi. 85-90% trở lên. Đây. Phan này. Dàn phan còn ngon luôn nha mọi người. Đấy, phan nhìn còn ok luôn. Đấy. Rồi nhìn nè. Nóng bỏ luôn mà. Mấy cái cần nè, cứ bỏ cần nữa. Đấy. 1 2 3 4 5 6 đoạn. 6 đoạn tất cả. 6 đoạn tất cả. Bát Fuji FS7 này. Cần này dài 5,4 m, thu vào là 1 m. Thu vào 1 m. Đường kính đột đỉnh của nó là 0,77 ly, cân nặng là 440 g. Cần băng keo quấn không chứ? Cần không? Đấy. Giá 300.000. Số 10 nha mọi người. Số 10. Giá 300. Số 10 300. Mấy cái cần đó rồi? 4 cần hay 5 cần gì đó phải? Tiếp theo. Cái cần này hiểu đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Hoạt hình của cây cần này thì khoảng 80% trở lên. Đấy. Dàn phan này. Phan Fuji hết nha mọi người. Dàn phan Fuji. Bát Fuji FS6 này. Cái này nội địa nhập chắc cú luôn. Lóng nha mọi người, 5 lóng. Dàn phan còn đẹp. Cái này dài 4,5 m, thu vào là 1,03 m, đường kính đột đỉnh là 2 ly, cân nặng là 310 g. Cây số 11. 360.000. 11 360.000 nha mọi người. Tiếp theo, cây số 12 là cây Eco Club. Đây. Cái này ngoại hình khoảng cỡ 75% nha mọi người. Đây. Chất liệu là phíp. Phan thì phan Fuji hết, phan Fuji. Phan Fuji. Đọc này. Okay. 1 2 3 4. Nó có 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Bát Fuji FS6 này.
Cây cần này dài 36, thu vào 1m01, đường kính đục đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 210g, giá là 250.000. Cây này số 12, 250.000. Tiếp theo là cây cần số 13. 13 là cây cần này. Mình cần cắt cú. Mình coi tên tông gì đây. Đây cốt này đâu rồi. Này, 13. Cần này. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này thì 90% trở lên. Đấy, dàn phang này. Ok. Ok mà quá ok. Đọc cứng cáp 1 2 3 4 5, 5 đoạn tất cả nha mọi người, 5 đoạn này. Bát vặn này, kim loại này. Cần này dài 39, thu vào là 95cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,6 ly, cân nặng là 560g. Đấy. Cái cần này số 13. Mười ba bốn trăm nha mọi người. Rồi, 14 là một cây cần. Không có chữ này thôi, không còn có hiệu gì đó. Thường là cái cần này hình như là Shimano. Mà thôi, không nói chữ gì thì không dám nói nha mọi người. Đấy. Cần này chất liệu phíp, ngoại hình của cái cần này thì 85-90% trở lên. Đấy, khoan này. Đấy, khoan ngon chưa? Đấy, chưa. Đù, khoan này quá ngon luôn. Bên ngoài như nhôm á mọi người ơi. Khoan này, như nhôm á. Hợp kim nhôm phía trong đá này. Đấy, khoan này mình rất ít thái nha mọi người. Đây. Còn cái này. Rất là xịn sò. Đây. Những cái khoan đào này không phải mắc đá này người, khoan đào nhỏ này là người ta không gắn đá nữa, người ta làm bo tròn luôn này, bo mực luôn này. Đấy, người nhìn kỹ nhá. Là nguyên zin của nó như thế. Đấy, chứ không phải nó bị mắc đá đâu. Đây, đầu bu của nó này, thấy chưa? Đọc rất là mảnh. 1 2 3 4 đoạn. Nó 4 đoạn tất cả nha mọi người, 4 đoạn. Fuji FX6. Ồ, cái trượt phía dưới này ở đâu rồi, để mình tìm cái trượt dưới này nhé. Dài 3m6 này. À, thu vào là 1m này, đường kính đột đỉnh là 0,7 ly này. Cân nặng là 160g này. Để mình tìm cái trượt này tí. Mọi người chờ một chút nhé. Nhớ mình có thấy cái trượt ở đâu. Lucy FX máy đây. FX6 đây. Đây nha mọi người. Đây. Mình lấy nguyên xi trong một cái Fuji FX6 này. Đấy, mình nhớ là mình nhặt được cái này ở đâu. Lấy mình nhắc vào đây nhé.
Đấy, rồi ok. Ok nha mọi người. Nguyên vị của nó. Cây này cây số bao nhiêu rồi? 14. 14. Giá 250.000. 14 250.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần kiểu gì đây, cũng là cái vương miện nữ hoàng nên không biết là cái hãng gì. Đây, cái cần này chất liệu phíp, màu hình của cái nó thì khoảng gần 70% thôi. Cái mặt này nó hơi bị xước sắc nhá, bên này thì còn ok này. Đấy. Dàn phan này. Phan còn ngon nha mọi người, dàn phan còn ngon lắm. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn, bảy đoạn nha. Bảy đoạn. Bảy đoạn tất cả. Bát Fuji FX7. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m05, đường kính đột đỉnh là 2 ly. Cân nặng là 480g. Cái cần này cây số 15. 320.000. 15 320.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cần số 16. Số 16 là một cái cần hiệu NGK nữa đây. NGK. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì 75 đến 80%. Đấy, bát này. Đó, dàn phan này. Dàn phan này thì bị hư một cái phan chỗ này, còn hình như này đọt bị gãy, đọt bị gãy với mắt á, hình như là một hai cái phan chỗ này nữa mọi người. Đây, đầu bu bị gãy mắt một hai cái phan chỗ này nữa. Mọi người về một mà ai cao mà dùng ở độ cứng ở đây thôi cũng được, không thì chế thêm cái đâu đút thêm cái đọt đây nữa, dán kỹ và đút ngược đây và cố định cước ở chỗ này nha mọi người. Đấy. Giá chế những cái này nó rất là đơn giản, nhưng mà mình bán là bán cứ nó về như thế nào mình cứ bán nguyên zin về cho mọi người tự chế cho nó thích. À đấy, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn nha mọi người. Sáu đoạn này Fuji FX7 bát. Cần này dài 5m2, thu vào là 1m05, đường kính đột đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 460g, giá 180.000. số 16. Nói chung là anh em chơi đam mê đi câu á là cũng phải có một cái thú gọi là chế đồ nha mọi người. Đấy, xài đồ mới thì nó sướng, nhưng mà mua đồ cũ đồ hư về chế nó vẫn có cái thú rất là thích nha mọi người. Mình chế ra được một cây cần mà mình dùng được cũng rất là thích. Có nhiều lúc mình mua một cây cần mới về á, mình xài nó không ưng ý bằng mình chế được cây cần đúng theo cái ý và cái tay mình làm ra thuật. Đấy, giống như kiểu mình là chuyên máy khoan vậy thôi. Chỉ mới khoan mà nhiều lúc mình xách đồ ra mình chế đủ thứ mà mình cảm thấy nó ưng ý hơn là mình cầm một cái máy mới nữa cơ. Đấy. Tuy rằng thì những cái máy mới thì người ta cũng khoa học, người ta đo đạc chất lượng rồi, mà nó không thuận với tay mình làm thì tất nhiên là nó mình không ưng ý rồi. Đấy. Chơi cần câu nó cũng vậy, chế chạo hoặc là chơi lan với đồ, chế ghép tỉa đồ cá kiết cũng vậy, cho like liếc nó mới thích. Chứ còn cứ nguyên bản như thế thì mua mới về có khi nó lại cứ mua mới về đi dùng đi câu cá thôi. Đây, cây cần số 17. Đây, cần Shimano, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng cỡ 75% thôi. Đấy, dàn phan.
Phan ok. Phan ok nha mọi người. Đấy. Đầu bu với bóng với phan ok. Đọt thì hơi bị dính sơn. Đấy. Chỗ này nó có trục trặc gì không đây mà thấy nó dán keo đây mọi người. Dán á. Nó quấn nhợ đây mọi người. Đây. Mình uống thử thì thấy nó vẫn rất là cứng cáp nha mọi người. Đây. Uống thử thì rất là cứng cáp mà không biết có bị gì không mà nó quấn nhợ chỗ này. Đây là gia cố gì chỗ này đây. Đây. Uống cái đọt cho mọi người thấy. Đấy. Nó chỉ có hai đoạn như thế này thôi. Hai đoạn. Bát Fuji FS6. Cần này cần dài 2m1, thu vào là 1m12, đường kính đọt đỉnh của nó là 1,8 ly, cân nặng 160g. Cây này số 17. Vậy cây này mình bán 190.000 nha mọi người. Tiếp theo số 18. Số 18 là một cây cần hiệu của Fuji Rosa. Cây cần này thì ngoại hình của nó khoảng 85-90%, 90% trở lên nhé. Đấy. Chất liệu là fib nha mọi người. Chất liệu là fib. Đây là fan của nó đây. Đây. Bóng của fan, một cái đầu bu đây. Chắc cái chỗ này bị tục đang dán keo lại. Ba đoạn. Ba đoạn. Cái cần này bắt Fuji FS6. Cần dài 2m7, thu vào 1m02, đường kính đọt đỉnh là 2,2 ly, cân nặng 160g. Cây này cây số 18. 200. 18, 200 nha mọi người. Theo cái cần số 19 đây là cái cần NST. Cái cần này ngoại hình phải 95% trở lên, rất là mới luôn, rất là mới luôn nha mọi người. Đấy. Chất liệu là fib, ngoại hình 95% trở lên. Đấy. Dàn fan này. Đấy, fan kim loại ok luôn. Đọc này. Ba, bốn, năm, sáu, sáu lóng nha mọi người, đó, sáu lóng tất cả. Bát này thường, bát thường ấy biết đại. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m1, đường kính đọt đỉnh của nó là 1,7 ly. Cân nặng là 480g. Đấy thế nhỉ. Cần này số 19. Cần này nhìn đẹp mà ngon nha mọi người. Chắc cú à, cầm chắc cú à. 280g. 280g. 280.000 nha mọi người. 280.000. Tiếp theo một cái cần Daiwa. Đây. Big Power. Đấy. Sức mạnh biển cả. Sức mạnh Big là bãi biển nha. Đây, cái cần này hình như là dùng để câu lục hay sao. Đây. Cần này chất liệu là fib. Đây,
Ngoại hình của nó là ngoại hình của cái gần này phải 95% trở lên mọi người, 95% trở lên rất là đẹp luôn. Đây bát Fuji FX7 nhé, dàn phan này. Okay. Cứng cáp lắm nhiều người, cứng cáp lắm. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Bốn đoạn. Một, hai, ba, bốn. Bốn đoạn tất cả. Này, cái gần này dài 4 mét, thu vào 1m29, đường kính đột đỉnh của nó là 2,7 ly, cân nặng là 620 gram, giá 370, 20, 370, 20, 370 nha mọi người. Rồi, số 20 thì mọi người đã biết là kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. À, mọi người mua hàng đồ cao mình sẽ ship code, và đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship cho mọi người. Lưu ý quan trọng đó là trước khi mọi người nhận hàng từ bưu tá thì mọi người bắt buộc phải mở ra kiểm tra kỹ lưỡng, cần có bị lỗi hay là sai sót gì so với trên video hay không, và có bị gãy vỡ nứt mẻ gì không đấy. Nếu có mắc lỗi gì thì thông báo cho mình để đôi bên cùng giải quyết ngay lúc đấy luôn nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng xong rồi mới báo. Đấy, khẳng định video nào mình cũng thông báo như vậy nha mọi người.